Chào cả nhà nhá. Hôm nay vợ cái cảnh lại đi quay cho anh em cây dâm bụt. Đấy, bụt cỏ hả? À? Đúng không? Cỏ đấy. Chuẩn bụt cỏ rồi đúng không? Đây đúng bụt cỏ rồi. Đấy. Cây này rất đẹp luôn. Hàng bụi. Bụt Bác Hồ à? À đấy à? Đây, quê là... hay lấy cái lá này để cái lấu canh cua đấy. Đúng không? Đấy. Ở lấu canh cua rau đay mùng tơi ấy. Cây đẹp nhỉ. Đây đây giữ khác. Giữ để anh đứng. Quay đi anh. Đây giữ bán đây. Nào quay đi. Đây cầm bên này. Làm cái kỷ niệm. Một cổ. Một cổ. Ra là kiểu anh yêu thầm. Mua luôn. Đấy. Thích thì là múc luôn. Chào anh em nhá. Có tí 1 mới. À tí 2. Tí 2 cái này. Cái này bóng mát đúng cao mà anh nhỉ. Cái cây này thì bó vào thôi. Dạ. Yeah. Cây này mình bó vào mà nó bầu. Bó cành vào. Đúng không? Nó ra đầy cành bé thì em thử tỉa đi. Nó làm lấy lá lại lấu canh cua ngon lắm. Lá non mà. Ừ. Hai cái lá non này mới lại hái tí rau đay vào. Thấy chưa? Mới lại tí rau mùng tơi, quả mướp nữa. Cho hai lạng cua và giã vào. Vậy nó ra hoa. Xong rồi lấu lên xong cho mấy cái lá lốt vào mới chứ. Là ăn ngon lắm, cực ngon. Là lấu canh cua. Cho mấy cái lá lốt vào thái nhỏ vào thái thơm lắm. Ui canh cua thì thôi rồi. Cái này là to cái thú đấy. Khá nhiều quá. Cây nhà ông Hường anh mua rồi đấy. Cây của nhà tay ấy bên kia anh mua hết rồi. Trả tiền xong hết rồi. Chưa đào được. Thế mai kia anh em dỗi rồi đào hết đi. Trước mà em để một thân là to lắm đấy. Hả? Trước mà em để một thân là to lắm đấy. Một thân thì nó phải bằng cái mũ cối nhỉ. Bằng cái xô. Nhưng mà một thân hay bị sâu đúng không? Đúng rồi. Nó to hay bị sâu, mình không xử lý là mình bị sâu ngay. Mà thân nó sâu là te. Đúng rồi. Cây này thì nó đẹp. Cây này lại bó lên bây giờ.